Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một chùm tinh thể thạch anh trắng, đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Viên này có dáng núi rất đẹp. Tất cả các cái chi tiết ở đây, chóp cạnh đều là nguyên bản nguyên zin tự nhiên hết. Một mẫu thạch anh trắng biến thể. Quý vị nhìn cái da biến thể này, chóp của biến thể rất chi là đẹp. Chóp biến thể quý vị nhìn trông như là vịt ngói xếp luôn, trông rất chi là đẹp. Là bình thường thạch anh là cạnh của nó là được hình thành nó sẽ mịn, nhưng mà đây nó biến thể này trông nó như là da rắn luôn, rất chi là đẹp. Viên này thì nó có bề ngang này là 14 cm, và chiều cao từ đỉnh cao nhất xuống dưới này là 13 cm. Khối lượng đá của viên này nặng là 1,7 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 300.000 đồng. Đấy, nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước và hai là nhận hàng thu tiền. Nếu khách hàng chuyển khoản trước được sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị nhận hàng và thu tiền thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó sẽ mất thêm cái phí thu hộ nữa, vì thế quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không phải, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện không phải, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn với cam kết của mình. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.